Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 8, ăn chay trường có lỗi không? Giáo điều Phật giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh giáo chủ đề xướng là một giáo điều thích hợp với căn cơ và cá tánh của quần sanh hiện đại. Nên chi chỉ trong một thời gian kỷ lục, Ngài đã được đa số nhân sinh hướng theo quay về lẽ đạo, vì muốn cho phương tiện trong việc trai giới khi bước chân vào đạo ngày dài. Chay 40 bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng dị giác chung sanh. Cũng vì thế, cô Năm Kiệm, một tín đồ ở xã Long Thuận, Châu Đốc, sau khi quy y với Đức Thầy, cô về nhà một lòng tinh tiến thọ trì luật giới theo quy tắc mà Đức Thầy đã dạy trong sáng cơ. Một hôm, cô bắt cá làm thịt. Trước khi đến dễ như thường lệ, cô giáng mạnh cán dao vào đầu cá, văng lên tiếng bớp. Cá giải đành đập. Hốt nhiên tâm thần cô kích động mãnh liệt và cô vô cùng sợ hãi. Một luồng tư tưởng thoáng trong tâm não, cô tự nghĩ: chà, vì sự ăn của mình mà giết người ta tội quá. Thôi, từ đài nhất định không ăn và giết nữa. Thế là từ đấy cô bắt đầu trường chay. Được trải qua hơn một năm, ngày kia có chị hàng xóm bảo: cô Năm à, tôi thấy trong giáo lý của Đức Thầy, Ngài dạy ăn chay có 4 ngày, sao cô lại ăn chay trường? Sợ có lỗi lắm ta, hãy ăn mặn như thường lệ đi. Lời phân bài đó làm xáo trộn lòng cô. Cô phân phân lo nghĩ mãi. Sau nhiều đêm suy nghĩ nhưng chẳng tìm ra một biện pháp minh giải cho vấn đề này, cô quyết định đến gặp Đức Thầy để nhờ Thầy phán quyết. Lúc bấy giờ là trung tuần tháng 5 năm Canh Thìn. Đức Huỳnh giáo chủ vì sự nghi kỵ của nhà tướng quyền Pháp nên họ giờ Ngài xuống làng Nhân Nghĩa Xà No. Khi ra mắt Đức Thầy, cô Năm hỏi ngay: bạch Thầy, tôi xin phép Thầy để hỏi qua một việc, ăn chay trường có lỗi chăng? Mong Thầy phân bày cho tôi rõ hầu thực hành theo. Đức Thầy tươi cười nhưng không trả lời ngay sự thắc mắc vừa qua của cô, mà Ngài hỏi dặn lại: lúc nhỏ vào trường học, cô ngồi lớp mấy? Thưa, học lớp 5. Ngài mỉm cười: như thế cô ở ngoài lớp 5 hay vài năm sau cô lên lớp 4, 3, nhì, nhất? Dạ thưa, tôi lần học lên chứ. Đức Thầy nghi nghĩ nói: vậy có lý nào khi người ta học ở lớp cao rồi xuống lớp thấp đâu, mà xuống ở lớp thấp như thế coi sao được? Vậy sự chay trường của cô không bao giờ có lỗi cả, đó là việc quý báu nhất. Cô nên gắn chí hành trì, đừng thối chuyển làm mất đạo tâm. Qua lời giảng dạy vàng ngọc của Đức Thầy làm cho lòng cô thơ thới nhẹ nhàng. Khi trở gót, cô mang một niềm hân hoan vô hạn, cởi bỏ những gì ngờ vực đang phủ quanh. Cho đến bây giờ 1970, cô vẫn tiếp tục trai giới tinh nghiêm, viết theo lời ông Nguyễn Văn Ba từ Tất. Phụ bài: nhưng chúng ta đã hiểu, ăn chay là do lòng từ bi và tâm bình đẳng, thương yêu muôn loài vạn vật, muốn đem nguồn vui cho cả chúng sanh, chứ chẳng phải do lòng cá nhân ích kỷ riêng mình. Theo Đức Lục Tổ thì muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Kinh Lăng Nghiêm cũng cho biết: hễ sát hại một mạng thì trả lại một mạng, tâm giết hại chẳng giết trừ, con người không thể thoát khỏi cảnh trần lao được. Như thế, ăn chay là tránh khỏi luân hồi quả báo, nuôi lòng từ bi, diệt tâm tham sát. Vậy là Phật tử, ta nên cố gắng ăn chay, dầu ít, dầu nhiều, và thành đến chỗ trường chay là tốt, như Đức Thầy có dạy. Tương dư dư phần gió tròn cuối
nhiên thực chai chưa đủ. Người tu hành khi nhận thức chân lý qua giáo điều nhà Phật, tất phải cố gắng thực thi đến chỗ chai tâm nữa, mới là điều cao quý. Chữ Nam Mô Trì Giai Dự Giai Chai Dự Tâm, Chai Tâm Mới Quy. Theo một chuyện kể trên, chúng ta có thể chung quyết rằng ăn chay trường không bao giờ có lỗi. Nam Mô A Di Đà Phật.